serious that it's coming to my home. Xin kính mời quý thầy tới Chúa và một thánh cộng an toàn. Thầy xin trân trọng kính mời quý sư hướng dẫn chương trình.
nhầm. Đó là thơ, thơ lớp và thơ ngại. Hôm nay con cũng thèm rất là nghiêm trong cái điện thờ thơ ngại này. Cứ cho để ý này, thơ ơn, thơ nhắc, thơ chúa. Lời hòa biến Chúa Trời luôn luôn có lời của Chúa Trời trong đời con. Ngày 28 tháng 6, 2019 của Ban Trị sự Giáo hội căn cứ chương bản số 23, chương 2019 HTTP ngày 18 tháng 9, 2019 của Đồng Thượng Bóng và Tổng Công Sư Cụ 1 quyết định Điều 1 Tổng Công Sư Cộng 7 Một Sư Diện Chức Hùng Lan. Ta cùng dịp chung kính lạy Đức Chúa Trời là Thiên Phụ từ ái của chúng con đã dựng nên chúng con để cho công việc của nhà mình. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên chúng con cách đáng sợ lạ lùng. Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn cho tin lành cứu rỗi của Ngài đã truyền đến khắp mọi nơi trong thế giới. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng ta là bổ thánh ta đây đã. Các thứ âm cũng không thể thay. Vì vậy Chúa đã ban cho hồng thánh của Ngài ở tại Việt Nam được thành lập. Và từ thời kỳ từ thế hệ Ngài đã dùng cả tôi tớ của Chúa, các con cái của Chúa để hầu việc Ngài, thì sử dụng nhiều người để lo công việc của Chúa. Chúa ơi, đến thời kỳ của con, Chúa dùng hết thảy chúng con là những con cái của Chúa, là những người đơn sơ không ra gì trước mặt Ngài, nhưng Chúa ban ơn sức giàu và cho chúng con được là con cái của Chúa, được là tôn tớ. Chúa đã kêu gọi nhiều người học việc Chúa, trong đó có 7 vị mục sư dị chức mà chúng con anh em con đang quỳ đổ. Họ sẽ nhận được chức vụ mục sư thực thụ trong giờ chúng con cầu nguyện dân hội. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì anh em chúng con đã hết lòng cầu nguyện Chúa trong nhiều năm qua. Để gặp biết bao nhiêu khó khăn trở ngại, mồ hôi nước mắt đã đổ ra. Chăm lo bài thi của Chúa xây dựng, bài thi của Ngài xây dựng đền thờ của Chúa, đâu biết bao nhiêu khó khăn.
nơi ai đi rồi đấy. Đi thọ khắp. Đây bạn. Bỏ rồi cái cả. Bỏ rồi nhầm to. Anh về sư phụ. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Sáng hôm nay chúng con được